Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng đi làm Thiên Chúa. Cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành điều đó. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Dương Văn Thế bị ung thư gan di căn phổi. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót chữa lành cho người anh em của chúng con là Dương Văn Thế mau bình phục để người anh em của chúng con trở về quê hương là huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để phục vụ cho chòm xóm láng giềng, sống theo tinh thần ăn cái cỏ buông bỏ vào cho không. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Lê Văn Khải được mạnh khỏe để ông dìu dắt con dân trong xã của ông có nơi để mà chữa lành bệnh tật để con dân của ông được mạnh khỏe. Cha cũng kêu gọi cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho ca bệnh của người anh em của chúng ta đây để người anh em chúng ta mau mạnh khỏe trở về quê hương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời ngồi nhé. Bây giờ cha có mấy chuyện sau đây cho hỏi thăm nha. Thứ nhất là ông chủ tịch đã biết đây lâu chưa? Thưa cha mới biết lần đầu. Ồ, đương nhiên mới biết lần đầu nhưng mà biết cái cách cho chữa bệnh ở đây chưa? Có nghe ai giới thiệu không? Cũng chưa. Cha làm chưa sao mà hôm nay được dẫn ông bệnh nhân này đi? Thưa cha thì cũng gia đình thân nhân của bệnh nhân á. Cũng có tìm hiểu về cái nơi này. Thì theo cái quy định của ở đây kiểu gì có theo cầu có chủ tịch cùng đi á. Thì con cũng nhận được thì con sẽ sẵn sàng. Thì cứu giúp nếu mà hết bệnh thì đi đâu con cũng phải đi. Ồ, hay quá, cho tràng pháo tay nha. Như vậy là rõ ràng là nghe ông nói mấy câu thôi thì tự hiểu được là ông có một cái lòng từ bi rất là cao nha. Nhưng mà quả thật thì đó là người làm chữ thập đỏ, đó là người làm chữ thập đỏ là như vậy đó. Dĩ nhiên thì ở đây cha trị bệnh cho các bệnh nhân nan y thôi, còn như cảm mạo bốn mùa thì cha không có trị. Thì hôm nay là trước tiên hồi trước giờ cha trị ở trong nhà cha thôi, nhưng mà vì trong đó là chỗ cha thờ cúng, cha tu hành kinh kệ mỗi ngày cho nên chỗ đó không thể chữa bệnh được, thì cha mới chính quyền địa phương ở đây cùng với cha nghiên cứu để thành lập một cái khu này. Khu này là cái khu gọi là khám chữa bệnh nan y cho các bệnh nhân mà ai có nhu cầu từ khắp mọi miền đất nước, chứ không phải là dừng lại ở trong cái xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang này, hay là dừng lại ở cái huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, mà khắp mọi miền đất nước. Thì cha đã thực hiện cái chương trình khám chữa bệnh nan y này cách đây là gần một năm rồi. Thì đặc biệt là cụ thể là 8 tháng qua cha nhận bệnh nhân nan y từ hồi tháng 4 đến nay là tháng 10, thì 8-9 tháng ha. Thì kết quả cha đã cho ra đời là gần 30 ca nan y. Gần 30 ca nan y mà được bình phục trở lại. Trong khi đó thì mình nói câu này không biết có quá đáng hay không, là mình nói là các bác sĩ đã bó tay với những căn bệnh này. Thì quả thật thì mình nói câu đó cũng không quá đáng. Không quá đáng ở chỗ này là bởi vì thí dụ như bây giờ đây là bệnh nhân của ông Dương Văn Thế đây. Đây là cái bộ hồ sơ của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế. Đây là những cái hồ sơ bệnh án này. Ở trong này là đây là hồ sơ bệnh án là gọi là hồ sơ tử cho ông Dương Văn Thế, phải không? Đây là cái bản án tử ông nè, là chắc chắn ông sẽ chết. Coi như ông có tên chết rồi đó. Thì ở trong này là thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ kết luận, chứ không phải là cái người bình thường kết luận. Mà thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ đã chạy khỏi bệnh này rồi thì rõ ràng là
Hồi nãy cha có nói là mình nói có quá đáng hay không thì thực sự không quá đáng. Không quá đáng ở chỗ là do bởi họ chạy rồi thì cha trở về đây cha điều trị thì cho đến nay gần 30 ca nan y. Ngày hôm qua cha cho xuất viện 3 ca là tại chỗ này. Thì hôm nay là người đầu tiên của cái phòng khám mới là cha nhận bệnh nhân Dương Nhân Thế và ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Lê Văn Khải ở huyện Cầu Kè, Kè tỉnh Trà Vinh, đây là tỉnh nhà nha. Chúc mừng ông đã ngồi ở một cái nơi mới ton để nhận bệnh nhé. Thì ông Thế ơi, cha nói cho con nghe hồ sơ bệnh án của con là hồ sơ tử nha. Con bị ung thư gan rồi xơ gan rồi khí phế thủng hai phổi rồi giãn phế nang phổi hai bên, tổn thương thùy dưới trái và thùy giữa phải, cao huyết áp, viêm đường mật, viêm quanh thận phải. Ủa vậy thì con đâu còn gì bệnh gì nữa đâu, lớn hơn rồi phải không? Cháu đọc cái hồ sơ bệnh án của con là vấn đề chết của con là sớm với muộn thôi, chứ không ai nói con sống được cả. Mà ở đây không phải cha đọc mà là bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ của tiếng mà tiếng Sài Gòn gọi là tiếng cao cấp nhất đã kết luận con là bệnh này, chứ không phải cha kết luận. Nhưng mà khi đó thì khi họ kết luận như vậy là họ đã chạy con. Thì khi con trở về đây, bắt đầu cha và ban viện chẩn sẽ tìm cách cứu lại. Cha và ban viện chẩn tìm cách cứu lại, mà như cha nói nãy, cha tìm cách để cứu lại là gần 30 ca nay đã ra viện rồi. Chắc trước khi con đến đây con nghe rồi phải không? Dạ, cũng mới nghe về tóc hành dọn đây liền. Phải có người điềm chỉ chứ không nè. Phải có người điềm chỉ để mình biết, mình mới coi như con còn phước á. Còn được phước báo gì đó, ông chủ tịch cũng mới dẫn con về nha. Thì đây là cái bản án tử dành cho con. Thời gian chết là không còn xa. Nhưng mà khi con đến được cái phòng khám này rồi thì cái chuyện chết nó phải dừng lại. Dĩ nhiên ai cũng phải chết, chưa chắc chữa là hết, hiểu nè. Nhưng mà ở đây cha nhận những ca bệnh này, cha chữa là cha cho ra gần 30 ca rồi, thì cha một cách nào đó cha cũng tự tin để cứu con nha. Nhưng mà bên cạnh đó cha cứu con, cha cũng cần đến ơn trên phù hộ cho con. Ví dụ như con đạo Phật thì con cần Phật, còn cha đạo Chúa thì cha cần Chúa cầu nguyện cho con mau hết bệnh nha. Bên cạnh đó ở đây cha chữa bằng phát đồ điều trị, chứ cha không có chữa bằng mê tín gì đâu nha. Chữa bằng phát đồ điều trị của cha là khó lắm. Phát đồ điều trị của cha là ăn cháo nano, con có nghe chưa? Có nghe thể. Ăn cháo nano có nghĩa là con không được phép ăn bất kỳ một thức ăn nào nếu ban viện chẩn không cho phép ăn. Nếu ban viện chẩn mà cho phép con ăn thì con mới được ăn, còn không cho phép con ăn mà con ăn là con bị đuổi nha. Nhất định con phải bị đuổi khỏi. Con có đồng ý chuyện này không? Đồng ý. Đồng ý ha. Cứu mạng mà. Ở đây cha cứu được quá nhiều mạng rồi. Với cái phép đồ đó, cha cứu được quá nhiều mạng rồi. Mà nếu con không chấp nhận nghe lời ban viện chẩn là cha không chữa bệnh. Dù là có nhận cho con đi chăng nữa, nhưng mà con sai phép đồ cha vẫn đuổi như thế. Vậy thì đó là cha nói cho con sơ sơ về cái cách chữa bệnh ha. Bây giờ cha nói tiếp với con là ở đây cha khám chữa bệnh là do bởi đây là bệnh lớn, bệnh này là bệnh tử, do vậy mà phải có một người đại diện dẫn con về, chứ không phải tự con đi về đây khám được. Vì nếu con tự con mang hồ sơ này con về đây con khám mà lỡ có bị gì chết chóc, con thưa cha không chịu, không nè. Vì bệnh này là bệnh chết chứ không phải bệnh sống, chắc chắn con ở nhà là con sẽ chết. Nhưng mà con có cơ hội đến đây rồi cũng chưa hẳn 100% là con sống. Nhưng mà cha sẽ với cái phác đồ cha tự tin rằng cha sẽ cứu con với hết khả năng nha. Thì nếu con sống lại thì mừng vô cùng, mà nếu con chết đi con cũng phải mừng luôn nữa. Bởi vì bệnh này không có chỗ chứa con, bệnh này bây giờ không có ai chứa hết á, mà cũng không có thuốc chữa luôn. Có một chỗ chứa là nhà của mình thôi. Nhưng mà nhà mình chứa mình là để chờ chết nha. Vậy thì cha nhận bệnh con, cha chữa cho con, điều đầu tiên là con phải mừng trước cái đã. Hả nè. Trước tiên là con phải mừng trước. Còn cái chuyện hết hay không, đó là cái mừng kế tiếp. Nhưng để hết hay không thì con nhìn vào những người đi trước. Con nhìn vào cái phác đồ điều trị thì ít nhất nó sẽ giúp con một phần nào đó niềm tin. Và cộng thêm cái lòng quyết tâm con muốn sống để con làm những cái việc mà con đã chưa làm xong ở trần thế này. Thì cha tin rằng cái bệnh này nó sẽ qua.
và tin rằng cái bệnh mình sẽ qua. Vậy hôm nay con vô đây con khám bệnh, thì cái mà cha nhắc con là con mừng đầu tiên là có người chẩn con. Dạ. Phải không nè? Có người nhận con chữa bệnh. Vậy thì nếu mà con đến đây mà con hết bệnh thì chuyện bình thường. Mà nếu con đến đây mà con có chết đi chăng nữa con phải vui vì còn chỗ nhận tôi. Ông chủ tịch có công nhận với cha chỗ này không? Rồi những người thân con của ông, vợ của ông đưa ông đến đây, khi mà nếu ông có chết ở đây con của ông, vợ ông mãn nguyện vô cùng. Vì tôi đã đưa cha tôi đến nơi tối cao nhất để cứu ba tôi, nhưng mà cứu không được nữa thì tôi không có hối hận gì ba tôi. Con có công nhận với cha chỗ này? Con đưa bố con đến đây chữa bệnh, mà nếu bố con hết thì con mừng, mà bố con chết con cũng mừng vì con đã làm tròn bổn phận của con không hối hận, phải không nè? Còn ông chủ tịch chữ thập đỏ, con đến đây con dẫn người dân con đến đây chữa bệnh mà chết con mừng vì con đã làm hết cái bổn phận, con là chủ tịch chữ thập đỏ, phải không nè? Mà hết bệnh thì mừng vô cùng, mà không hết cũng mừng luôn rồi. Nhưng cha nói cửa này cửa tử hơi thấp, mà cửa phục sinh cao, vì cha đã làm nhiều ca quá rồi, cha đã thành công quá nhiều ca rồi. Cái mà cha mong bệnh nhân không được đi sai phác đồ thì cái đó là cái thành công cao. Sắp tới đây thì trong tương lai cha sẽ cho ra viện mỗi tuần, tại vì số bệnh nhân của cha bây giờ cũng đông dữ lắm rồi, mấy chục rồi, 40-50 rồi, cho nên là bây giờ là sắp tới đây là hàng tuần cho làm lễ ra viện đây hàng tuần luôn, mỗi ngày chủ nhật sắp tới đó. Thì rõ ràng thấy tháng 5 đi trước thì tháng 10 theo sao, chứ đâu có gì đâu, không nè. Tại sao người ta vô đây người ta hết bệnh mà mình vô đây mình không hết? Một là mình hết số, hai là mình sai phát đồ, không nè. Một là mình hết số mình chịu, hai là mình sai phát đồ là mình chịu. Chứ tại sao người ta vô đây người ta hết bệnh? Vậy thì người ta hết bệnh là người ta đi đúng phác đồ. Và người ta hết bệnh là nhiều khi người ta còn cái số. Còn mình không hết bệnh mà mình chết, một là mình sai phác đồ, hai là mình hết số. Là thôi mình vui vẻ, phải không nè? Vui vẻ. Vì thế mà cha nhắc bệnh nhân là như vậy nha. Những cái chuyện mà ăn uống như thế nào, lý do làm sao con bệnh, cha đã nói nhiều lắm rồi. Cha đã nhận bệnh điều này, cha đã nói cách đây một năm trời rồi. Bây giờ cha không nói cho con biết cái lý do sao con bệnh, bởi vì cha nói nhiều quá thôi. Bây giờ cha nói sơ thôi. Con bệnh là do bởi con ăn động vật. Ở nhà có ăn động vật không? Có ăn chay không? Ở nhà có ăn chay bao giờ không? Cái đó là giống như ăn hết nổi rồi ăn chay vậy thôi. Thấy không nè? Con bệnh là do con ăn động vật. Mà cha nói cho con biết động vật không phải là thức ăn của mình, mà từ cha sanh mẹ đẻ tới lớn đâu có ai dạy cho mình, không có ai dạy cho con biết cái chuyện động vật là không phải là thức ăn của mình. Cho nên con cứ mẹ mình sanh mình ra rồi cho mình ăn cái đó, rồi lớn lên ăn cái đó, rồi già ăn cái đó, rồi bệnh chết không ai nói tới, không ai hiểu gì hết. Và cũng chính vì cái chỗ này, chính vì cái chỗ mà con người ăn động vật mà bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ tài ba trên thế giới bỏ chạy, bỏ con. Họ cứu không được con. Còn cha cứu được con là bởi vì cha nhận ra động vật không phải là thức ăn, cha mới cứu được con. Còn tất cả các bác sĩ trên thế giới nó đâu có hiểu chỗ này. Nếu nó hiểu chỗ này, tự khắc nó sẽ cứu con liền. Hôm nay cho nó rõ cho con cái thuốc mà cha trị bệnh cho con nha. Vậy điều đầu tiên cha muốn nói với con rằng động vật không phải là thức ăn của con, mà do bởi từ cha sanh mẹ đẻ, kiếp này sang kiếp nọ, đời ông sang đời bà sang đời cố, không ai dạy con. Do vậy mà con đang bị u mê trong cái chuyện ăn động vật mà ngày hôm nay con mới bệnh. Vậy thì đến khi con bệnh rồi thì bác sĩ bó tay, trên thế giới bó tay. Vậy tại làm sao cha trị được? Thưa, bởi vì cha nhận ra động vật không phải là thức ăn của con người. Điều đầu tiên là cha nhận ra động vật không phải là thức ăn của con người, cho nên cha mới khống chế được căn bệnh. Đó là một chuyện.
Chuyện thứ hai, sau khi cha nhận ra được động vật không phải là thức ăn của mình rồi, thì tiếp theo chuyện thứ hai là cha tìm ra một cái loại thuốc chữa trị nan y, trong đó là gọi là bệnh ung thư và các loại bệnh nan y. Thì cha tìm ra được một cái loại thuốc chữa trị nan y, đó là bông lúa. Xưa nay tụi con nghe nó bông lúa là thuốc chữa trị nan y không? Hả? Đi một ngày đàn học một sàng khôn con à. Nha. Bây giờ con thấy đây là hai bông lúa nè. Phải không? Đây là cái bông lúa là nó vừa trổ ra. Nó gọi là nó có cái nó hả miệng ra để nó hứng xương này, có nhị lúa này, dân cầu kè tà Vinh mà sao không biết ruộng lúa được. Phải không? Rảnh vụ này quá mà. Khi cái bông lúa này nó vừa trổ lên thì nó bình thường. Đến một ngày nào nọ, ngày nào đó, 50 ngày sau, cái hạt lúa này nó hả miệng ra, nó lòi cái nhị lúa ra. Thấy nhị lúa không? Cái, nó lòi nhị ra để làm chi vậy? Thụ gì? À, đúng, nó thụ tinh. Cái kiểu thụ phấn của nó là cái nhị này, nó hút nắng, hút sương. Gọi là thụ tinh đó. À, thụ phấn đó. Tức là cái nhị này nè, nó hạ cái hột lúa hạ miệng ra đúng không? Rồi nó hạ miệng ra nó có mấy nhị lúa nè, thấy nhị lúa không? Cái nhị này nè, nó hút nắng, hút sương, hút gió, hút bụi, vân vân. Khi mà nó hút đủ rồi, bắt đầu rồi nó làm sao? Nó ngậm miệng lại. Cái hạt lúa nó ngậm miệng lại. Thì lúc này đây, cái hạt trong hạt lúa có gì không? Chưa có gì hết. Khi nó ngậm miệng lại xong, bắt đầu ở dưới gốc lúa đó, nó mới đẩy những cái chất lên. Phải vậy không nè, tạo ra cái tinh bột, thì trong đó là có chất đường, chất ngọt, chất béo, chất chua, chất cay, chất mặn gì đó, không biết ở dưới đó, mà tự cái cây lúa này nó hút lên. Thì khi nó hút lên trên này cùng với cái nhị này bắt đầu nó ngậm lại, thì tất cả khi đó nó chưa chín, người ta gọi là lúa ngậm ngậm sữa. Lúa ngậm sữa. Vậy khi mình bẻ hạt lúa ra là ra đây là lúa ngậm ngậm sữa đây. Ha. Lúa này là nó ngậm sữa, này là nó muốn đỏ đuôi rồi còn gì nữa. Ngậm sữa khi mình bẻ hạt lúa ra là đây, sữa đây. Húng sữa. Húng sữa ra nè, cha bẻ thấy húng sữa không? Đó. Nè, cha bẻ ra thấy nó húng sữa nè. Cái này nó chín nè. Cha giải cho một lần nha. Đỏ, sữa không à, thấy không? Khi cha bẻ ra sữa thì cái sữa này là tất cả các chất từ trên trời xuống dưới đất nó hấp thụ lại thành cái sữa, và tất cả mọi chất nó nano lại thành sữa, sau đó nó mới hứng nắng để nó thành hột lúa chín vàng. Thì trong cái hột lúa chín vàng này đây, bây giờ nó là thuốc đó. Mà có ai biết nó là thuốc đâu, cho nên dân gian người ta nói là ăn cái gì cũng không bỏ cơm được. Phải vậy không con? Cơm nó là thức ăn chính, nó là sức mạnh, nó là thuốc. Vậy thì từ cái hột lúa này cha cho vô nhà máy xay ra hột gạo, thì cha lấy hột gạo đó cha mới cho nó nano lại một lần nữa thành nước. Từ cái hột gạo này mà cha nấu nó ra thành nước, thì cái nước đó là thuốc để chữa trị bệnh ung thư và các bệnh nan y. Hiểu chưa? Bây giờ cha nói thí dụ như bây giờ đây là cánh tay của con bị bong gân chỗ này đau nhất, cha lại cho bóp xong cha lấy rượu cha tha vô, khỏe không? Bớt nhất không? Bớt bong gân không? Rượu đó nó phát xuất từ đâu? Từ gạo. Vậy là từ gạo mà con kháp ra thành rượu. Vậy rượu đó là gọi là khi tha vô hết đau thì gọi là rượu gì? Rượu thuốc. Mà rượu thuốc nó phát xuất từ hột. Vậy thì giờ đây hột gạo này con nấu ra thành cháo, thì cái cháo ăn vô bụng ba con thì hết bệnh, là gọi là này gọi là gì? Thuốc. Hiểu chưa con? Dễ hiểu không? Hiểu rồi phải không? Mà có ai hiểu được chỗ này đâu? Phải không nè? Do vậy mà cha nói, sau khi cha nhận ra động vật không phải là thức ăn của mình, thì khi con ăn động vật vào con mới bệnh. Vậy thì cha vừa hiểu được cái chỗ đó, thì bắt đầu cha tìm tới một cái loại thuốc để chữa ngay cái bệnh đó. Đó là cháo nano. Khi mình nấu ra thành cháo, cháo mình nấu nó bốc hơi lên nó thành nước, nước nó động lại thành rượu. Đúng vậy không? Con có kháp rượu rồi. Kháp rượu chưa? Nhà có kháp.
con nấu cơm da xong xuôi rồi con mới nung riết, bắt đầu cái hơi nó bốc lên thành nước chảy xuống ra rượu, vậy rượu đó phát xuất từ gạo, vậy lấy cái rượu đó uống vô xỉn không, tha vô tay vô chân hết nhất không, vậy rượu đó từ gạo, gạo này là thuộc đúng chưa, vậy thì từ cái hộp gạo này con nấu ra thành cháo cho ba con ăn, thì trong khi đó cái nước đó, đó là thuốc để chữa ung thư, còn cái cháo còn lại đó, cái bã cháo giống như bã hèm vậy đó. Cái bã cháo là dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể ba trong quá trình chữa bệnh. Con thấy dễ không? Ở nhà có biết không? Ở nhà biết không? Có ai giải thích đó giờ không? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 60 tuổi còn nghe được cũng chưa muộn. Chưa muộn ha. Như vậy cha hồi nãy cha nói đó, sau khi cho phát giác ra động vật không phải là thức ăn của con người, mà Thiên Chúa dạy bảo, khoa học chứng minh động vật không phải thức ăn con người, thì cho tiếp theo cho nghiên cứu một cái loại thuốc chữa bệnh đó, gọi là bệnh nan y, ung thư hay các loại bệnh khác, thì cho dựa vào cái hộp gạo này nấu ra thành thuốc để cho mình ăn, bệnh nhân nan y ăn. Vậy thì từ nay đến ngày con khỏi bệnh là con chỉ ăn được cháo, cháo nano, gọi là cháo nano nha, cháo nước á, hiểu không? Sau đó các thầy lại tiếp tục diện chẩn cho tụi con bằng thuốc núi. Mỗi ngày con uống thuốc núi là thuốc tươi không? Ngày nào con cũng uống thuốc núi, hôm nay con uống dung lượng này, ngày mai cơ thể con lớn lên, yếu hơn con uống dung lượng này, ngày mốt cơ thể con khỏe hơn con uống dung lượng này. Mỗi ngày con phải mỗi đến đây. Con phải ở một cái căn nhà trọ, con mướn phòng trọ con ở đó, rồi mỗi sáng con đến đây để các thầy diện chẩn cho con, cho con uống thuốc, cho con chỉ cho con cách nấu cháo ăn. Thì trong vòng thời gian ngắn còn hết. Thí dụ như ra đây có ai biết ông Nghĩa không? Trần Đại Nghĩa. Nghĩa là sao của ông? Dạ em vợ cha. Em vợ? Dạ. Ông Nghĩa nó khỏe chưa? Dạ cha khỏe. Dự kiến cha là 2 tuần nữa cho ông Nghĩa xuất viện đó. Ông Nghĩa là ung thư lưỡi á. Dạ. Ung thư lưỡi là thế giới chạy chứ không phải bác sĩ chạy. Dạ. Thế giới chạy chứ không phải bác sĩ chạy. Thì 2 tháng nữa là cho ông Nghĩa xuất viện. Dạ. Thì coi như ông hết ung thư lưỡi. Vậy do bởi là cha tìm ra một cái loại động vật không phải là thức ăn, và cha tìm ra một cái loại thuốc để chữa ung thư, và cha tìm ra một cái loại thuốc núi để hỗ trợ chữa ung thư, và cha dựng lên một cái căn nhà để chữa ung thư. Ông chủ tịch đỏ thấy vui ơi, xã chữ thập đỏ thấy vui không? Vui cho quê hương của mình. Chúng ta là ở tỉnh Trà Vinh, ông phải vui cho quê hương của mình, phải không? À, cha với ông cùng một tỉnh nha, tụi con phải vui lên, vì chúng ta cùng tỉnh, cùng nhà, cùng xóm, cùng viên, chúng ta phải cứu nhau, phải không nè? Con biết cha trễ là con bị sai đó, đáng lẽ con phải biết cha liền, như tại sao tới giờ con mới biết cha, không phải là do mình kiếm cái chuyện gì đâu, không, phải không nè? Mà trong khi đó cha chữa bệnh cho ông Nghĩa chuẩn bị ra viện đâu, sao muốn nói gì? Nên thì cha em con đồng mới biết ở đây đi, vì con nó định kỹ. Tội ông lớn lắm à, đừng chỉ gì cho các thầy người ta cực khổ. Dạ. Để cho ông chết cho rồi. Cứu người đâu nói vậy được, phải không? Dạ. Cứu người đâu nói vậy. Giúp đỡ rồi. À, như vậy, hồi nãy giờ cha nói cho con rồi nha. Con ăn động vật là con sai. Khi cha hiểu ra cái động vật, con ăn nó con mới bệnh. Sau đó cha tìm ra một loại thuốc để cứu con nha. Mà hiện nay là thế giới đang tôn vinh, là chủ tịch hội viện chẩn Việt Mỹ Hoa Kỳ Canada đã đến đây rồi, và cuối tuần này ông sẽ về đây nữa để ông viện chẩn cho tụi con tiếp tục. Không phải là cha khen cha mà chủ tịch hội viện chẩn Việt Mỹ tại Hoa Kỳ đã về đây đã tôn vinh rồi nghe, chứ không phải là chỉ người Việt Nam mình biết đâu, không có đâu con, thế giới biết rồi, thế giới đã tôn vinh rồi nghe, cha nói nào là có đó hết, vì cha đã cho ra đời gần 30 ca nan y rồi, chứ không phải có một ca hay là chưa có ca nào. Ngày hôm nay cha đứng đây cha nói cho ở giữa đồng, ở giữa ruộng cho mần cái phòng khám bệnh ung thư như thế này, mà nó danh chánh và ngôn thuận như vậy đâu đơn giản. Con là nhà nước con biết rồi, muốn bằng cái nhà khám bệnh dễ không con? Khó lắm, phải không nè? Mà nó danh chánh ngôn thuận, con là chủ tịch chữ thập đỏ, con ngồi đây con nói chuyện với cha, con được nhận bệnh, đưa bệnh nhân con đến đây không thuận lợi sao làm được, phải không nè? Con là nhà nước con biết chứ, phải thuận thiên, thuận trên, thuận dưới, phải không nè? Phải là trên thuận dưới hòa cha mới làm được, cha mới cứu được, và cha đã tìm ra được một cái loại thuốc chữa trị ung thư cực kỳ nha. Vậy hết hay không là do con chứ không phải do cha nữa nha.
con nhớ cha nói kỹ á, từ nay trở đi con đi sai phác đồ là con không hết bệnh đó. Còn con đừng có tưởng rằng con chết là hết số, con biết số con ngày nào hết, thì con chữa không hết bệnh con gọi là thôi trời kêu, trời nào mà kêu vậy, con biết ngày nào mà trời kêu. Những người sau đây là trời kêu nè. Thí dụ như giờ cha nói là cái tôn giáo mà vào Việt Nam là cách đây 2600 năm là Đức Phật Thích Ca. Khi mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì đó gọi là trời kêu đó. Người ta chết một cách nhẹ nhàng âm thầm thôi, chứ không ai người ta chết theo kiểu mà đau khổ. Rồi bây giờ nói gần hơn nữa là Đức Chúa Giêsu là trời kêu cũng chết. Chúa Giêsu tuyên bố là ta chết chưa đủ 3 ngày sống lại. Và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá là không phải vì tội của Chúa mà vì con người nó đóng đinh Chúa. Cho nên Chúa mới cho thấy rằng tụi bay đóng đinh tao là tại vì tụi bay làm tội tụi bay mới đóng đinh tao, chứ tao đâu có gì mà tao phải bị tụi bay đóng đinh. Vậy thì Chúa Giêsu chết là Chúa kêu Chúa Giêsu chết. Đức Phật chết là Chúa kêu Đức Phật chết. Bây giờ nói gần hơn nữa là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Những con người đó người ta chết im ái nhẹ nhàng, còn mình chết là lăn đùng ra rồi ò lên la làng bực dứt bứt tóc diệt râu làm đủ thứ mới chết. Trước khi chết bị ung thư nữa, phải không nè? Trước khi chết là phải là bị tai nạn xe bị đú kiểu đó là đền nhân quả. Mà tại sao mình không được chết im ái như Đức Phật, như Đức Chúa Giêsu, như Đức Quỳnh Giáo Chủ? Là bởi vì những con người đó người ta sống thánh thiện, người ta biết nhân biết quả, người ta dạy đời dạy đạo, người ta làm những điều lành điều thánh để khi người ta hết cuộc đời trần thế này người ta chết nhẹ nhàng, đó là trời kêu. Còn mình trời nào kêu mình chết, mình quậy quản quá rồi mình bị tử hình, như tại nào kêu mình chết? Cả gan bây giờ con giết người cướp của hiếp dâm bị tử hình không? Bây giờ con ăn chơi kiểu này là cái bệnh nó tử hình con, chứ trời nào mà kêu. Mình không tìm ra được một loại thuốc chữa bệnh mình, cái mình cho là trời kêu mình chết. Không có, chưa đâu con, chưa kêu. Vậy cha nói lại, hôm nay mà con chữa không hết bệnh là do con sai phát đồ, chứ không ai trời nào kêu con chết. Nhớ kỹ nha, cha đã nói rồi, con ăn sai thức ăn con mới bệnh. Rồi cha đã tìm cho con một cái loại thuốc để chữa bệnh rồi. Mà loại thuốc này cha đã chữa gần 30 ca nan y rồi, chứ không phải mới chữa. Vậy thì hôm nay mà con hết là do con, chứ không có do ai hết. Nha, con phải cố gắng, do người nuôi phải cố gắng bảo vệ ba con, phải an ủi ba con, động viên ba con, thì lúc đó con mới có phước báo nha con. Nha, đó là cái cha nói vậy nha. Trời. Bây giờ cha đã nói với con về cái gì này, con sai thức ăn rồi nha. Rồi cha đã dạy cho con cách là có thuốc chữa trị con rồi nha. Thì bây giờ phần còn lại là con phải cố gắng, con không được sai phát đồ, và con không được lộn xộn, để trong thời gian ban viện chẩn dạy con gì con phải nghe cái đó để con được hết bệnh. Yeah. Nha. Phòng khám này là để dành khám chữa bệnh cho con, nhưng khi con nặng nề quá thì mới lưu trú con lại đây, còn con mạnh khỏe con phải đi ra nhà trọ con ở nha, vì phòng khám này không có đủ chỗ chứa, thành thử ra con phải đi nhà trọ con ở. Rồi mỗi sáng con đến đây con khám bệnh viện chẩn, hết bệnh rồi cha cho về. Yeah. Chữa bệnh không phải trả tiền nha. Điểm kế tiếp cha nói với con về cái đạo lý. Ngày hôm qua con sống như thế nào thì cha chưa biết, nhưng mà ngày hôm nay con bệnh, con được ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn con đến đây, cha tin rằng con cũng có làm một điều gì tốt đó, cho nên mới được ông dẫn con đến đây. Con có phước đến được gặp cha ngồi ở đây, cha chữa bệnh cho con ở đây là coi như trong quá khứ con có làm những điều lành, con mới được đến đây. Cha tin điều đó dữ lắm nha. Vậy thì con hãy giữ cái điều lành đó, ngày mai này con hết bệnh con phải về, con phải làm tốt hơn, con phải sống yêu thương hơn chòm xóm láng giềng, con phải nghe lời chính quyền địa phương. Ngày hôm nay ổng ngồi ở đây, ổng dẫn con đến đây khám bệnh như một người cha dẫn đứa con, phải vậy không? Hồi đó giờ có ông chủ tịch chữ thập đỏ nào dẫn con dân đi khám bệnh không? Ông chủ tịch nói cho nghe coi. Chưa bao giờ. Bao nhiêu đời chủ tịch chữ thập đỏ trên con nó có ai dẫn đâu. Là lát nè cha nội tôi còn nha. Vậy con phải nhớ từ nay tới đi con phải thương ông này vô cùng. Ông như một người cha tinh thần của con. Yeah. Ông bỏ tất cả vợ con, nhà cửa, công ăn, việc làm, ông đến đây dẫn con đến đây xin cha khám bệnh, mong cho con được hết bệnh. Con thấy cái người cha đẻ con có làm được chuyện này chưa?
chưa chắc làm được cái đó. Mà ổng là ngang hàng với con, mà có phải là ông yêu nước thương dân không phải cha ca tụng không? Yêu nước thương dân là chỗ đó. Vậy con phải cố gắng, con trở về quê hương của con sống tốt hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đó họ giúp đỡ mình. Dạ. Cha nhắn vậy nghe con. Rồi, bây giờ cha nhắc ông chủ tịch chữ thập đỏ. Tất cả các đồng chí của ông trước đó chưa, người ta không phải người ta làm không được như con, nhưng mà người ta không có điều kiện như con. Đúng nè. Tất cả các chủ tịch chữ thập đỏ thì phải làm gì? Bảo vệ cái truyền thống của thập đỏ. Truyền thống của thập đỏ là gì? Là phải cứu người, cứu toàn nước, toàn dân, và phải trung lập, không có lộn xộn, và không phân biệt chính trị, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, thứ tộc. Đó là truyền thống của chữ thập đỏ. Nhưng mà tất cả những đồng chí đi trước con, người ta đang làm điều đó. Bây giờ con đi sau người ta, con cũng làm những điều đó. Nhưng mà con hơn người ta nữa là sống sau cao hơn sống trước, con còn dắt người đi chữa bệnh. Con có thấy con có cái phước này chưa? Con được một cái phước lớn vô cùng. Ngày hôm nay con về tới xã con sẽ cầm một cái giấy khám bệnh này, con về con làm chứng, lát nữa cha ký cho con. Thì khi thủ trưởng con có hỏi con đi đâu, con nói tôi dẫn con dân của mình đi chữa bệnh. Con thấy con hãnh diện với chủ tịch xã không? Phải không? Hãnh diện với con dân trong xã không? Hãnh diện vô cùng. Ngày xưa chủ tịch đời trước tôi không có cơ hội làm chuyện này, nhưng mà đến khi tôi làm chủ tịch, tôi có cơ hội làm được chuyện này, tôi vui quá, vì tôi muốn nói với xóm riền, nói với cách mạng, nói với đảng tôi rằng tôi thương dân thật sự. Cha thấy con làm điều này, cuộc đời con ý nghĩa vô cùng. Trong bao nhiêu năm con theo Bác Hồ, theo đảng, theo cách mạng, con có đảng viên mà con làm được chuyện này nữa, nó quý vô cùng, quý trên xã hội này nha. Trong cái chế độ này nó quý vô cùng. Ca tụng con mãi mãi. Khi những ngày con còn sống và những ngày con qua đời rồi, người ta ca tụng con mãi mà. Chút nữa cha sẽ ký cho con miếng giấy này, để con đem về quê hương con, mà nếu mà thủ trưởng hỏi con có cái giấy này để con làm chứng nha. Rồi bây giờ cha nói hết trơn rồi nha. Bây giờ cha đã dạy cho cái người bệnh rồi, người nuôi rồi nha. Bây giờ cứ vậy, còn phần còn lại mà thiếu sót điều gì đó thì mỗi sáng cha gặp bệnh nhân cha dạy một chút nha. Mỗi sáng cha có mặt đây cha dạy bệnh nhân một chút. Rồi dạy gần hơn đó là ban diện chẩn, người ta sẽ dạy từng bệnh nhân một để cho mau hết bệnh về nha. Bây giờ trước khi khám bệnh là phải làm hai cái miếng giấy. Một là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Tuy rằng con cha chữa bệnh cho con, nhưng không, con phải ký tên vô đây để tới ngày con ra viện không ai được quyền đòi tiền con nha. Dù cho không phải có giấy tờ con. Rồi khi đó con hết bệnh rồi, con không nói ngược lại ở đây cha lấy tiền, hay ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn con đi không đòi tiền nha. Đó là con phải ký cái đơn này. Khi hết bệnh rồi con không phải trả tiền. Một cái đơn thứ hai là giấy cam kết khám chữa bệnh. Ở đây trong cái giấy này nè, con cam kết với cha, với ban diện chẩn, với ông chủ tịch chữ thập đỏ xã, với mọi người rằng trong quá trình điều trị bệnh cho con, mà nếu con có xảy ra trúng gió, nhức đầu, sổ mũi, chết chóc, tai biến mà chết đi con người con, con không được quyền thưa tất cả những người này. Trên đời này đâu có biết con chết ngày nào. Rồi mới đưa con vô đây, sáng chiều nay con chết, con thưa hết trơn đám này ở tù sao? Phải vậy không? Con phải làm một cái giấy rõ ràng nha. Để khi con chết, con không được thưa kiện ai cả. Thì như vậy đó, tất cả mọi người mới dám chữa bệnh cho con. Con đồng ý không? Con là con nè, con đồng ý không? Trong đó có cha ký, có ông chủ tịch chữ thập đỏ ký đóng mộc vô, có mang diện chẩn ký đóng mộc vô trong này. Tất cả mọi người ký vô trong này nha, để làm bằng chứng. Mọi người ký vô là để cứu con. Nhưng mà nếu mà lỡ cứu không nổi mà con chết, con không được thưa mọi người này. Con hiểu chưa? Sau đó ông chủ tịch cầm một miếng giấy này về luôn, giữ trong túi đó. Lỡ có bởi vì bên gia đình bệnh nhân mà thưa ông chủ tịch, thì ông chủ tịch móc ra mày ký mày không thưa tao, về sao mày thưa? Đúng nè, cha làm vậy ông chủ tịch thấy rõ không? Quá rõ ràng ha. Vậy thì thôi mọi người ký vô nha. Ký tên đóng mộc vô hết tất cả mọi người trong đó để làm một cái bằng chứng. Thank you.
Vô đi nó rồi. Xin lỗi. Này giếng, giếng. Cái mọc của cha nó đã chín mà chữ ký muốn nửa răng tập cho không biết đóng cái mọc chỗ nào cho vừa nữa. Đây, cha đã ký rồi nha. Chút nữa ông chủ tịch cầm cái miếng này về quê. Thì chữ ký của ông chủ tịch thì ủy ban xã ổng nó con ký là bình thường, nhưng mà khi họ thấy chữ ký của cha thì chứng minh cho chủ tịch xã là con đã làm gì đây nha. Rồi lát nữa quý thầy ký vô đây nha. Quý thầy ban diện chẳng ký vô đây và giao lại cho ông chủ tịch một tờ này. Làm đúng như cái điều cha nói thì khúc sau nó không bị lủng củng. Thứ nhất thì cũng xin đại diện cho nhân dân ở xã Thịnh Thới. Ừ. Thì xin cảm ơn cha. Rồi. Đã nhận bệnh thế. Rồi. Chị. Ừ. Thì, cái đó là cái tấm lòng rất là nhân đạo của cha. Ừ. Đem lại phước lành cho nhân dân chúng con. Rồi. Kế tiếp thì cũng cảm ơn ban diện cảnh. Ừ. Cũng có quan tâm. Ừ. Đến đây để mà nhận bệnh. Ừ. Thì cũng mong rằng ban diện cảnh cha giúp đỡ hết cũng hết gì đó như cha nói. Nhất thiết cũng cảm ơn. Ừ. Cái tấm lòng từ thiện nhân ái. Ừ. Để mà cứu cho nhân dân chúng tôi thì sau này nếu mà nhân dân của xã chúng tôi có nhu cầu, sẵn sàng, để con sẵn sàng để mà dẫn qua đây, để nhờ cha cứu giúp. Rồi. Rồi. Bây giờ con nhớ là con đến cái phòng khám này rồi, con dẫn con dân con đến đây rồi thì con phải bảo vệ nơi này để chữa cho con dân con hết bệnh. Nha. Đó là trách nhiệm của con ngay chỗ đó. Còn nhiệm vụ của cha và ban diện chẩn thì cố gắng chữa trị cho con dân của con. Còn con có nhiệm vụ phải bảo vệ chỗ này cho tới nơi và tới chốn để chữa cho con dân con hết mạnh. Rồi sau đó không phải chữa cho một người ông Thế này mà còn hàng trăm ông Thế bên huyện Cầu Kè, phải không? Hàng trăm ông bệnh bên đó nữa chứ không phải một ông này đâu. Phải không nè? Vậy chúng ta phải cố gắng đoàn kết với nhau. Phải không nè? Chúng ta phải cố gắng bắt tay nhau để bảo vệ chỗ này cho tới nơi và tới chốn để cứu người nha. Đó là yêu cầu của cha như vậy nha. Bây giờ còn ai kiến gì nữa không? Bây giờ chúng ta hết ha, chúng ta đọc kinh nha. Chí nhân cha và con và thánh thần amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ánh như vậy vô cùng. Những danh cha và con và thánh thần amen. Rồi xin mời ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn bệnh nhân vô phòng khám để biết được cái phòng khám, con mình tới đó rồi mình mới về yên tâm nha. Rồi nhận lại cái giấy này nha. Rồi xin cha giao lại cho ban diện cảnh nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng.